Chào cả nhà, hôm nay thì Mai livestream để chia sẻ với cả nhà một cái quy trình tắm trắng tại BB. Thì đầu tiên là các bạn đang tẩy tế bào chết cho Mai. Thì bao giờ cũng vậy, da chúng ta sau 21 ngày là chúng ta cũng có những lớp sừng là chúng ta phải tẩy đi. Thì đến đây thì các bạn tẩy cho mình luôn, mình đỡ phải tẩy ở nhà. Tiện. Rồi sau đó là các bạn cũng sẽ có những cái công đoạn để đưa những dưỡng chất vào trong da, rồi chúng ta sẽ vào máy nằm. Cả nhà cùng theo dõi với Mai nha. Đó, các bạn đang tẩy nè. Bởi vì tẩy thì nó là thường thường là các bạn sẽ để một cái tấm ni lông để cho tránh cái trường hợp mà những cái sản phẩm này kia nó dính vào trong cái khăn thì nó sẽ ướt cái lưng của chúng ta, lưng của khách hàng. Nên là sẽ có cái ni lông như vậy để nó không có thấm lạnh, tại vì thấm vào trong khăn bằng vải rồi xong nó khăn lại vải lại thấm vào trong lưng của chúng ta thì lại không tốt một chút nào. Mai cũng thấy nhiều người cảm ơn cả nhà đã thả tim cho Mai nha. Nếu cả nhà thấy hay thì nhớ like, share cái live stream này ha. Chị thấy cũng có nhiều người đặt câu hỏi đó em, cho chị. Dạ, dạ chị ơi, thì có một chị đang có hỏi là tắm trắng có bị bào mòn da không ạ? À không nha chị, tại vì thứ nhất là những cái sản phẩm này rất là an toàn và giúp cho da của chúng ta được sáng lên và mịn màng, bởi vì trong thành phần chứa rất là nhiều những cái thành phần hữu ích. Rồi cái bảng thành phần đây có rất là nhiều những cái dưỡng chất, ví dụ như là Hydrolyzed Root Extract hay là Glycol Dextrate, rồi Water, rồi hoặc là lace acid. Mà lace acid là một cái thành phần mà Mai rất là mê, vì trong cái dưỡng chất ngay cả trên mặt á, Mai cũng sử dụng rất là nhiều. Bởi vì cái này Mai thì cũng không được sáng, hoặc là đôi khi bị mụn thì mình dùng cái thành phần này rất là tốt cho da. Rồi sodium lauryl sulfate nè, rồi những cái thành phần như là có parfum, có citric, có EDTA. Đó, thì đây là những cái thành phần mà làm sáng da. Rồi glycerin thì đây là cái thành phần mà chúng ta cũng nghe rất là nhiều. Dạ, thì có chị Thắm có hỏi là liệu trình tắm trắng bao nhiêu buổi vậy chị? À cái này thì chúng ta cũng làm 10 lần, rồi mỗi tuần làm một lần phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Đó. Dạ, chị ơi, chị Lan có hỏi là tắm trắng thế này có bị ăn nắng không chị ha? Thực ra thì dù cho chúng ta có không có tắm trắng hay là không thì chúng ta cũng cần phải che chắn cụ thể, ví dụ cẩn thận. Ví dụ như đi ra ngoài thì chúng ta những mặc áo dài che chắn kỹ, rồi chúng ta có chống nắng. Mai thì Mai cũng luôn luôn là ví dụ như là có cái lớp chống nắng cho mặt cũng như cho cổ và cho tay chân của mình nữa. Nếu chúng ta ra ngoài hoặc là nếu mà lái xe thì nhiều khi Mai chủ động lái thì Mai cũng có đeo găng tay. Bởi vì khi chúng ta tắm trắng thì dù giống như chúng ta chăm sóc da vậy đó, thì làn da của chúng ta cũng sẽ được giống như da em bé, nó sẽ trẻ hóa da, thì chúng ta cũng cần phải chống nắng. Mà dù cho chúng ta không có cái bước gọi là tắm trắng này nữa thì chúng ta cũng cần phải che chắn dưới nắng mặt trời. Giống như một người mà không hề đi chăm sóc, không hề điều trị thì vẫn phải có một cái công đoạn là chúng ta phải có chống nắng trước khi chúng ta ra đường, cái đó là nguyên tắc rồi. Nên cả nhà chúng ta cũng đừng bỏ qua cái giai đoạn này nha. Vì Mai nhớ có tấm hình Mai xem á, là chụp một người phụ nữ mà cái gương mặt thì cô ấy đã chống nắng rất cẩn thận, nhưng mà cái cổ thì cô ấy hơi sơ sài, không có để ý, và cuối cùng là hai cái vùng da hoàn toàn khác nhau, một bên thì trẻ hóa, một bên thì trông lão hóa như một bà già vậy đó. Đó là cái ánh nắng mặt trời, đó là cái mà nguy hiểm nhất để có thể để làm cho làn da của chúng ta bị lão hóa, thậm chí là bị ung thư da nữa đó. Ở châu Âu thì họ bị cái này nhiều hơn châu Á mình, nhưng mà da của chúng ta thì cũng sẽ bị lão hóa nếu như chúng ta không có lưu ý về vấn đề chống nắng kỹ. Dạ, chị Cúc có đặt câu hỏi là da đen tự nhiên tắm trắng có trắng được không ạ? À, tắm được chứ ạ. Cảm ơn chị Cúc đặt câu hỏi. Nếu như chúng ta điều trị cái này thì tắm trắng này thì chúng ta cũng sẽ sáng dần sáng dần. Đương nhiên là chúng ta không thể sáng một tông sau một lần, nhưng mà sau một liệu trình thì chúng ta có thể sáng lên một tông mà. Mà cái này những thành phần Mai vừa mới chia sẻ thì cũng rất là tốt, nên cả nhà mình không có phải lo lắng là sẽ có những cái kiểu như kem pha kem trộn thì sẽ ảnh hưởng đến da của chúng ta. Đây Mai đang được điều trị để các bạn massage, để thoa đều trên da, để dưỡng chất được thấm vào trên da mình. Sau khi Mai thoa cái lớp tẩy này xong, tẩy tế bào chết này xong, thì bắt đầu Mai sẽ tắm.
tắm rồi mình sẽ ra lại rồi các bạn sẽ bôi thêm một cái lớp dưỡng chất với những cái thành phần như chẳng hạn như là lace acid, rồi sau đó là mai sẽ đi vô trong máy, với cái máy với những cái ánh sáng để giúp cho da của chúng ta được trẻ hóa, đồng thời là những cái dưỡng chất được thẩm thấu được tốt hơn. Đó, thì thường thường chúng ta thấy là khi điều trị á, có những cái dùng những cái máy để mà đưa trên gương mặt của chúng ta để giúp chúng ta trẻ hóa, nhưng mà đây nguyên một cái máy mà có thể làm trẻ hóa toàn thân, thì đây rất là tốt, và đồng thời nữa là giúp cho chúng ta là thẩm thấu cái dưỡng chất nó được sâu hơn để giúp chúng ta sáng hơn cho cái làn da toàn thân của mình. Dạ chị ơi, chị Đào có hỏi là liệu trình tắm trắng này mình mỗi lần mình tắm là mất bao nhiêu thời gian ạ? Mất chẳng khoảng độ là mà 1 tiếng rưỡi, bởi vì cũng tùy, đương nhiên là cũng tùy vào cái 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, tùy vào chúng ta thay đồ rồi chúng ta uống nước trà này kia chậm hay nhanh rồi, nhưng mà trong khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thì cái liệu trình nó sẽ kết thúc ạ. Dạ chị Hồng có gửi câu hỏi là da nhạy cảm thì có tắm được không chị? Dạ được, nhưng mà đương nhiên là sau đến thì nếu mà giả sử như da mình nhạy cảm thì có những cái test mình cũng có thể test thử một chút, nếu như chúng ta thấy phù hợp với chúng ta sử dụng, bởi vì ngay cả mỹ phẩm đắt tiền ấy nữa thì mọi người cũng khuyên là chúng ta có thể sử dụng test thử một chút ở ngay cái tai hay là ngay cái chỗ cái cổ tay, chúng ta cũng test thử một chút, thường thì mọi người nói là để qua đêm vân vân, hoặc là chúng ta test một chút mà nếu không cảm thấy khó chịu thì chúng ta vẫn có thể áp dụng. Nhưng mà da cơ thể thì lại còn khỏe rất là nhiều, đó là mới nói dành cho da mặt, còn da cơ thể thì đa số là chúng ta hầu như là chúng ta đều có thể áp dụng được, bởi vì da cơ thể của chúng ta thì thường là cái lớp da nó sẽ dày hơn, cái lớp sừng nó dày hơn so với da mặt, cho nên là nó khó có cái chuyện mà dị ứng hơn so với da mặt của chúng ta. Mặc dù thì da phần nào thì cũng có những cái lớp trung bì, thượng bì, hạ bì 4.5mm sâu từ bề mặt da trở xuống, nó đều giống nhau hết, nhưng mà da body, da cơ thể của chúng ta thì vẫn có cái độ sừng hóa dày hơn so với mặt. Dạ có chị Thủy đặt câu hỏi là thơm quá cảm ơn chị Thủy. Sao em chị Thủy nói sao? Dạ chị Thủy có đặt câu hỏi là da chị Thủy bị mụn lưng thì tắm nó có cải thiện được cái phần mụn lưng của chị không ạ? Nếu mà chị bị mụn lưng thì tốt nhất là chị có thể chị điều trị trước đi, mình điều trị xong rồi mình lại điều trị tắm trắng, bởi vì cái nào thì nó cũng có một cái tác dụng riêng của nó. Tắm trắng thì nó không có cái tác dụng là sát khuẩn hay là điều trị mụn, mà chúng ta có thể điều trị mụn ví dụ như là điều trị công nghệ VIT-10, thành phần nó là acid salicylic sẽ giúp cho chúng ta phiêu nhẹ một phần nữa và chúng ta bớt đi cái vi khuẩn trên bề mặt lưng của chúng ta. Rồi sau đó khi mà điều trị xong rồi thì chúng ta có thể tắm trắng, hoặc là chúng ta có thể sử điều trị laser, cũng là những cái phương pháp mà mình có thể trị mụn. Thì có rất là nhiều phương pháp để chị sử dụng. Và đối với VIT-10 thì cũng không có đắt tiền, hình như có mấy trăm ngàn phải không em nhỉ? Một triệu một lần. Dạ. Mà một là sau một lần chúng ta điều trị là chúng thấy cái da của chúng ta, là nhất là những người mà da mặt là thấy được rõ, tại vì lưng thì nhiều khi mình rờ thì mình thấy nó bớt mụn, còn mặt là ai mà nhìn nhờn hay ai lỗ chân lông to hay là ai mà bị mụn đó, sau khi điều trị một lần thôi là thấy cái mụn mình nó khô lại rồi, đồng thời nó lỗ chân lông nó cũng giảm và dầu nó cũng bớt đi, tiết đi chất dầu, thành thử ra là nó cũng ta đỡ mụn rất là nhiều. Dạ chị ơi, thì chị Phượng có đặt câu hỏi là chị Phượng đang mang bầu thì có tắm trắng được không ạ? Theo Mai thì tốt nhất là mình để mình có bầu thì mình cứ lo cho em bé xong đi rồi mình hãy tắm trắng. Đương nhiên là thành phần này không phải là hại, nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta bây giờ chúng ta ưu tiên nhiều nhất là ưu tiên cho em bé, nên tốt nhất là Mai khuyên là sau khi chúng ta sanh xong thì chúng ta mới tiến trình làm đẹp một lần luôn cho mẹ chị ha. Nhưng mà đương nhiên thì Mai vẫn nói là nó không có hại nha, nhưng mà theo như cái tâm lý của phụ nữ như Mai á, thì Mai nghĩ rằng trong lúc có bầu thì chúng ta sẽ dành thời gian nhiều để lo cho thai nhi này, ăn uống tẩm bổ này, chúng ta đi loại lại nhiều để cho nó dễ sinh nè, đồng thời nữa là chúng ta cũng giữ gìn sức khỏe nè, ăn uống đầy đủ dưỡng chất đó, thì đó là mục tiêu chúng ta ưu tiên nhiều hơn là chúng ta sẽ lo điều trị cho body hay là gương mặt trước. Nhưng mà đương nhiên nói vậy thôi, chúng ta vẫn phải duy trì chăm sóc dưỡng da, mặt vân vân, giống như chúng ta vẫn có những cái bước cơ bản để chúng ta chăm sóc. Nhưng mà sau khi sanh xong thì chúng ta hoàn toàn có thể tung tăng để chăm sóc một cách triệt để hơn, nhất là sau khi sanh xong thì nào là da bụng chúng ta cũng bị thâm hơn, màu nó cũng sậm hơn, rồi chúng ta cũng bị mỡ, rồi bị da cũng bị
không, vì chúng ta phải có một cái thể tích mang thai, đến khi sau đó thì da nó sẽ hơi trùng một chút, thì chúng ta phải có điều trị tích cực để cho làn da chúng ta được săn chắc hơn. Dạ, thì chị ơi, có một khách hỏi là tắm trắng này mình có phải duy trì không ạ? Thực ra thì chúng ta chỉ cần làm một lần, điều 10 lần thôi là chúng ta đã xa da chúng ta đã sáng lên 1-2 tông rồi. Thì sau đó là tùy, nếu như khách hàng nếu mà vẫn giữ được ở một cái vị trí đi làm việc, rồi chúng ta che chắn cẩn thận chống nắng thì không sao. Nhưng nếu giả sử chúng ta đi biển đi, rồi chúng ta sẽ tắm nắng, rồi chúng ta sẽ đen, thì lúc đó chúng ta lại phải có một cái liệu trình điều trị mới để lấy lại cái làn da trắng nõn mà chúng ta đã mong muốn, rồi sau đó là chúng ta lại tiếp tục gìn giữ. Còn thì Mai nghĩ là cuộc sống mà chúng ta vẫn phải chăm sóc, nhưng đồng thời là cũng vẫn phải vui vẻ chứ, phải không cả nhà? Thành ra là nếu như có thời gian tận hưởng với người thân, để chúng ta đi biển thì chúng ta vẫn cứ tận hưởng, nhưng chỉ có điều là chúng ta che chắn thật là kỹ, hoặc là chúng ta tắm vào cái buổi chiều chứ đừng tắm vào buổi trưa nắng, thì như vậy giữ được cái làn da của chúng ta. Còn nếu như chúng ta muốn sáng lại nữa thì chúng ta tiếp tục mua gói thứ hai. Vậy bây giờ Mai sẽ đi tắm để xả lại những cái dưỡng chất tế bào chết mà các bạn vừa sử dụng cho Mai. Trong lúc đó thì mời các bạn coi một số clip, xem lại một số clip mà bên Mai đã ghi hình lại nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong vài phút nữa thôi. Mai sẽ quay trở lại ngay. Sau khi trải nghiệm xong liệu trình dịch vụ làm sáng da ở đây thì mình sẽ có tự tin có một làn da trắng sáng và mịn màng hơn, có thể diện những bộ cánh thật là sexy và quyến rũ hơn. Đó, bây giờ sau đó thì Mai sẽ đến cái bước là đưa dưỡng chất vào trong da, rồi sau đó Mai sẽ vào máy để Mai nằm. Và trong cái máy này mọi người thấy là có cái ánh sáng để giúp cho được trẻ hóa toàn thân, cũng như là để cho dưỡng chất được thẩm thấu tốt hơn nữa. Dạ chị ơi, chị Yến có đặt câu hỏi là cái nhiệt độ trong máy mình nằm á thì nó có bị nóng không ạ? À không, nó cũng giống như, không biết chị Yến có lần nào mà đi chăm sóc da mà các bạn có cái máy nhỏ nhỏ để trên mặt đó, để trẻ hóa da, nó có nhiều ánh sáng lắm, ánh sáng xanh, ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng, có cái ánh sáng thì để trị mụn, rồi có những cái ánh sáng là để trẻ hóa da rồi dịu da. Thì đây là những cái ánh sáng này thì nó hoàn toàn nó không có nóng, nó nói chung là dễ chịu. Những người mà nằm ở trong đây, như trước Mai nằm là Mai cũng đều ngủ luôn, rồi bởi vì các bạn thì bóc đầu rồi đắp mặt nạ thư giãn, thật ra rất là dễ chịu. Dạ chị, thì chị có hỏi là nếu mà làm á thì tổng cộng bao nhiêu buổi ạ? À thì tổng là 10 buổi nha chị. 10 buổi, và mỗi buổi như vậy chúng ta mất khoảng độ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Nói chung 1 tiếng rưỡi. Thì nếu giả sử như chị em là văn phòng thì chúng ta có thể tận dụng bữa trưa để chúng ta có thể đi làm đẹp được rồi. Thành ra là làm việc thì chị em phụ nữ mình vẫn phải tận hưởng chứ, phải không ạ? Dạ chị ơi, thì chị Trinh có hỏi là cái sản phẩm chị đang thoa có mùi khó chịu không ạ? À, thơm em ha. Dạ thơm. Thơm lắm. Thơm mùi sữa non đó, rất là thơm. Thành ra là không có mùi hóa chất hay không có cái mùi hắc để chúng ta cảm thấy khó chịu đâu. Rất là thơm. Thì là bên mình tắm không có châm chích. Không, mà không châm chích nha. Bên mình tắm không châm chích, không vàng lông đâu, tại vì không có tẩy, không có tẩy. Trắng an toàn. Mình giữ ẩm nhiều. Đó, mà khách làm dưỡng ẩm và trắng sáng, chứ không có phải là kiểu kem pha kem trộn rồi châm chích rồi vàng lông, thì cái đó nhà mình an tâm nha. Tại vì BB mà đã làm cái gì rồi thì cũng rất là cẩn thận, cũng muốn là an toàn cho khách hàng và không bị mất uy tín. Dạ chị ơi, anh Khoa có hỏi là nam thì bên mình có tắm trắng được không? À có chứ, nam nữ gì ai cũng chăm sóc làn da mà. Thực ra bây giờ mọi người thấy không, các nhãn hiệu mỹ phẩm đều có những sản phẩm dành cho nam giới nữa. Mà nhiều khi mới nói đùa chứ Mai cũng có mấy người bạn người Hàn Quốc á, vô cái toilet nhà người ta mà mở cái cửa ra, trời ơi cái mỹ phẩm ta còn hơn mình nữa đó. Trời ơi các chai lọ nhiều lắm, là tẩy rồi tế bào chết, rồi dưỡng, rồi mặt nạ, rồi bước 1, bước 2, bước 3, ui trời nhiều lắm, rồi essence, rồi lotion tùm lum hết. Thành ra là đương nhiên là nam hay nữ thì đều được chăm sóc hết nha cả nhà, mà cả LGBT nữa chứ. Dạ, chị Trinh có hỏi thêm là da chị Trinh bị đen bẩm sinh á chị, thì tắm thì nó sẽ lên được bao nhiêu tông ạ? Thì lên được 1-2 tông. Nói chung là bên Mai thì trắng thì cũng thú thật á là an toàn,
Do đó là không phải ngay lần đầu tiên sẽ trắng liền, nhưng mà sau một liệu trình thì sẽ trắng, và trắng lên từ từ. Thì như vậy sẽ an toàn cho mình, và đồng thời nữa là trắng cách lâu dài. Và dù cho trắng có bị đen lì, đen bẩm sinh, chấp hết nha cả nhà, đến là đều, coi như đi ra là đều như là trắng, da trắng mịn màng, trắng sữa, trắng như bông bưởi vậy đó. Nói thì thực ra là mừng tượng một cái cho cả nhà mình vui, cho mà thấy mình có thể hiểu được. Nhưng mà thực sự ra tắm trắng, đây cũng là một cái nhu cầu của chị em phụ nữ chúng ta. Nhất là cái hậu nhiệt đới, da chúng ta ngâm thì mặc đồ nó cũng tùy, cũng có những bạn ngâm thì thấy có vẻ đẹp, đó thì Mai cũng thừa nhận. Nhưng mà thường thì chúng ta trắng thì thấy cái làn da chúng ta có vẻ là được sáng sủa, rồi nhìn gương mặt của chúng ta là cũng thấy dễ thương hơn, phải không ạ? Nhưng Mai cũng vậy, có những lúc mà Mai thấy ngâm ngâm thì Mai lại không hạp lắm. Phải chắc là gương mặt phải hơi cá tính một tí thì chắc mới hạp ngâm. Ví dụ như môi dày dày, xong rồi mặt hóp hóp lại, xong rồi kiểu gì đó thì chắc là nó hạp ngâm. Còn như của Mai thì Mai vẫn là hạp kiểu sáng sáng da hơn. Dạ, cô Cúc có gửi lời tới chị là da chị Mai đẹp quá. À, cảm ơn cô Cúc nhiều. Tại vì Mai cũng chăm sóc thường xuyên đó đó. Nhưng mặt Mai bây giờ cũng được tẩy trang sạch sẽ rồi để chuẩn bị đắp mặt nạ. Bởi vì bao giờ cũng vậy, vô cái liệu trình này là các em cũng sẽ đắp mặt nạ cho Mai để cho, và khách hàng cũng vậy, sẽ đắp mặt nạ để mà chúng ta vừa đẹp dáng, đẹp da, mà đồng thời là gương mặt chúng ta cũng phải được sáng nữa chứ, phải không ạ? Nên mặt Mai cũng đã rửa mặt rồi, và một lát Mai đắp mặt nạ thì cái dưỡng chất, dưỡng ẩm nó được nhiều hơn nữa, nó cũng sẽ tốt hơn cho da của mình. Được chị em? Giờ chị đi vô nha. Giờ bắt đầu Mai vô máy đây. Chăm đỡ chị xuống nha. Đắp mặt nạ chị luôn nha. Đó, bây giờ cả nhà thấy Mai sao? Vui quá ha. Thấy còn một cái đầu lòi ra thôi, còn toàn thân là đã được ủ ở trong máy rồi. Nhưng mà nằm thoải mái lắm. Nói thôi chứ bây giờ cũng có nhiều, có những loại máy là ngồi nè. Nhưng mà thực ra nằm đây là cái loại máy mà nó cũng dễ chịu nhất cho chúng ta. Mà đồng thời là nó cũng có ánh sáng đều hết toàn bộ thân của chúng ta, thì như vậy là cái dưỡng chất nó cũng được thấm đều, và làn da của chúng ta được trẻ hóa toàn thân. Dạ, chị Mai ơi, có khách hỏi là cái tia màu đỏ trong máy của mình đang chiếu á, thì nó có ảnh hưởng tới da không ạ? À, không, có nên nó còn giúp cho trẻ hóa da và giúp cho thẩm thấu dưỡng chất thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì đâu. Bây giờ mọi người cũng sử dụng điều trị bằng ánh sáng để trẻ hóa da. Hơi ngáo ột một tí, trò chuyện với cả nhà thông cảm nha. Đó. Tại vì đúng cái quy trình là sẽ được đắp mặt nạ trong cái suốt cái quá trình mà Mai điều trị như vậy thì cũng khoảng độ 30 phút em ha. Phải không? Dạ đúng rồi. Thì trong lúc đó Mai đắp mặt nạ và được chăm sóc, rồi trò chuyện với cả nhà. Dạ, chị ơi, chị Đào là có đặt câu hỏi là chị hay đi nắng thì da chị có bị tàn nhang, thì không biết bây giờ mình tắm thì cái tàn nhang đó nó có đỡ đi không ạ? À, nó cũng có sáng đi đó chị. Nó cũng sẽ sáng đi cho làn da của chúng ta. Những người mà bị nám này, đồi mồi nè, thì cũng có sáng da ra đi. Nhưng mà vẫn phải khuyên với chị Đào là đi nắng thì chị nhớ là phải có chống nắng này, rồi đồng thời nữa là có mặc áo tay dài, hay là có dù, có nón vân vân, thì để che chắn cho nó kỹ nha chị. Tại vì nắng của mình nó cũng rất là ảnh hưởng đến làn da của chúng ta, làm lão hóa da. Và bây giờ bắt đầu Mai thấy ấm lên rồi, đã quá. Tại vì thực ra hồi nãy thì khi mà chúng ta tắm thì chúng ta, da của chúng ta bị giảm thân nhiệt. Thành ra khi mà chúng ta được nằm trong máy ấm như vậy thì rất là dễ chịu. Nhẹ nhẹ. Dạ, chị Đào khen là chị Mai dáng đẹp quá. Trời ơi, hồi nãy chắc là chị khen hồi nãy phải không? Bây giờ nằm đây lù ù một cục rồi. Cảm ơn chị Đào nhiều nha. Tại vì Mai cũng làm điều trị công nghệ sóng cao tần rồi Venus Body. Có những lúc Mai cũng live stream, không biết là chị có xem không? Cũng có lúc Mai live stream để cho thấy được rằng là cái liệu trình mà để giảm béo của Mai như thế nào, săn chắc da ra sao, thì Mai cũng có chia sẻ cho cả nhà mình đó.
Trời, cái này dễ chịu lắm. Thường Mai vô đây là Mai hay ngủ lắm, vì cả nhà biết không, ấm ấm ở bên trong nè, rồi mình đắp mặt nạ, rồi các em massage nữa, rồi nhạc du dương, tại vì bây giờ đang livestream thành ra tắt nhạc, chứ bình thường là sẽ bật nhạc lên rồi nhạc du dương, là lần nào Mai vô đây Mai cũng ngủ hết á. Mai có rất là nhiều dịch vụ ở đây mà để cho mình được lấy lại năng lượng, coi như là sau khi điều trị xong là vừa khỏe trong tinh thần mà đẹp ở bên ngoài da nữa đó. Phụ nữ là như cánh hoa mà, phụ nữ là phải đẹp mà, thành thử ra chắc phụ nữ, chị em phụ nữ nào cũng mong được thế, mình được xinh đẹp dù ở bất cứ tuổi nào. Vì Mai có những khách hàng á, chị biết không, khách hàng ở 70 tuổi vẫn đi làm đẹp nữa mà đó, thấy giống Mai giống gã ộp quá, xin lỗi cả nhà nha. Em đắp cho chị cái collagen phải không? Dạ chị Mai ơi, thì chị Hoa có hỏi thêm câu hỏi đó là hồi nãy chị là đang tắm trắng toàn thân hay là mình chỉ tắm từng vùng trên body thôi ạ? À không, cái này mình tắm toàn thân nha cả nhà. Chẳng qua là hôm nay Mai live stream mình đương nhiên là mình không có thể nào mà mình quá mặc đồ quá hở được thì nó cũng hơi kỳ. Thành ra là Mai mặc một bộ đồ thể thao, nói chung là cho nó cũng tế nhị một chút. Chứ còn bình thường là sẽ tắm trắng toàn bộ, coi như là như mấy lần trước Mai làm là Mai sẽ mặc kiểu như đồ tắm, đồ bơi của mình á, hoặc là sẽ còn tối giản nữa. Nói thế đó cả nhà tự tưởng tượng nhé. Thành ra rồi sau đó là các em sẽ chăm sóc cho Mai đến từng ngóc ngách trong cơ thể của mình, cho những cái vùng, tất cả cái vùng trong cơ thể để chúng ta trắng đều. Chứ tắm như Mai kiểu này là tự nhiên hai cái cẳng chân thì nó trắng mà cái chỗ cái đùi trên nó đen thui à, tại vì mình chưa được tắm mà. Thế thì không đúng rồi. Chẳng qua hôm nay Mai có một cái live stream, thành ra là Mai mặc đồ một cách gọi là tương đối để cho cả nhà mình có thể tưởng tượng nó được đó. À, thành ra nếu như các chị sau này mà có đến đây điều trị hay là các anh thì đều hiểu được rằng là chúng ta sẽ có cái mặc cái quần, rồi chúng ta mặc cái áo ngang cái ngực, còn lại là toàn bộ còn lại là chúng ta đều được hở ra để chúng ta tắm trắng một cách vùng nào cũng được trắng đều đặn, cho chúng ta trắng đều mà đẹp đẽ nha cả nhà. Dạ chị ơi, có một khách hỏi là nếu mà tắm xong thì đi biển thì có bị ăn nắng không ạ? À không đâu ạ, nhưng mà chúng ta vẫn phải chống nắng nha. Vì như của Mai ở đây thì Mai cũng nói là không châm chích, không vàng da, không ngứa, vì không có kem tẩy, kem pha, kem trộn đâu ạ, nên cũng không sợ. Nhưng mà dù cho chúng ta có tắm trắng hay chúng ta không tắm trắng thì vẫn phải có chống nắng nha cả nhà. Cái đó là điều quan trọng mà Mai luôn luôn nhắc nhở cả nhà, để chúng ta đừng có thiếu, đừng có sai sót và đừng có quên. Dạ chị ơi, có một khách đặt thêm câu hỏi đó là tắm xong có bắt buộc phụ thuộc vào những cái sản phẩm mình thoa lên body không ạ? Thực ra ở bên BB mình có cái sản phẩm dành cho khách. Khi mà khách mua một cái gói là có tặng cho khách có cái sản phẩm cầm về, nên khách không cần tốn tiền phải mua nữa đâu ạ. Thành thử ra là ở đây là chọn gói, chứ không có phải là khách sẽ phải mua từng chút để mất thời gian của khách. Thì như vậy chúng ta vẫn về nhà, chúng ta vẫn có kem dưỡng để chúng ta bổ sung. Nhưng mà đến đây thì chúng ta lại điều trị tại thẩm mỹ viện. Khi mà đến BB mà chúng ta mua một cái gói như vậy thì chúng ta sẽ được tặng một cái chai để chúng ta dưỡng cho cả ban ngày ban đêm, dưỡng da và đồng thời là giúp cho làn da của chúng ta cũng không bị ảnh hưởng bởi những cái tác nhân và làm cho da chúng ta bị sạm đi, giúp cho chúng ta giữ được cái kết quả mà chúng ta điều trị tại thẩm mỹ viện đó cả nhà. Ở đây thì chúng BB thì luôn luôn có một cái gói combo đầy đủ hết, để cho cả nhà chúng ta không cần phải chi tiền thêm để mua những cái sản phẩm bên ngoài khác, để chúng ta đỡ tiết kiệm, đỡ mất tiền nhiều. Chồng nói thiệt, thứ nhất là đeo cái mặt nạ này nói chuyện với mọi người thì Mai cũng hơi ngại ngại. Với thứ hai nữa là chỗ trong cái không gian này nó làm cho mình du dương, mình muốn ngủ á. Hay là bây giờ cả nhà chúng ta cùng xem một số những cái hình ảnh mà Mai đã ghi lại trước đó. Rồi sau đó là sau khi cái liệu này xong, Mai tháo được cái mặt nạ ra là Mai tiếp tục là hầu chuyện cả nhà mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong vài phút đó nha. Trước đây thì chị đi công việc phải đi ra nắng quá nhiều nên nó bị sạm nhiều, không có mềm mịn trắng như vậy đâu. Sau khi sử dụng cái liệu trình này chị thích nè, còn được tặng kèm theo cái dưỡng da tại nhà, hương thảo mộc trời thơm ghê luôn. Trắng đều đều từ từ chứ không phải là trắng bệt như là mình sử dụng kem trộn hay là cái gì đó mà hại cho sức khỏe.
chồng công nhận đó, đã sợ luôn á, nằm ngủ giấc nằm đây là cái mặt nạ này Mai cũng rất là thích. Mặt nạ nano, mặt nạ cũng là những thành phần collagen, và đây là những cái mặt nạ mà hoàn toàn là khách được tặng nha cả nhà. À, khi mà đến với BB là nào là sẽ được phục vụ chu đáo bánh trái, rồi đồng thời nữa là cũng có quà đem về nữa. À, đây mặt nạ là những một trong những phần quà mà BB gửi tặng cho khách hàng, và nhiều khách mê cái này lắm. Mai có nhiều khách cũng là bạn của mình, nó Mai ơi sao không bán cái này, nó dạ cái này em tặng thôi chị ơi, nó chờ mê quá mà không biết mua ở đâu nó đã đắt thích dữ sợ luôn. À, bởi vì những cái mặt nạ này đều là những cái thành phần, những cái dưỡng chất mà giúp cho làn da của chúng ta được sáng mướt, được mịn màng và tăng cường cái độ ẩm trên da. Dạ thì chị Đào có gửi lời tới chị là chị Mai mới làm cái gì mà sao da căng bóng quá hả? À, Mai làm nano collagen. À, đây là cái dịch vụ mà Mai mê thôi rồi luôn á. Hầu như Mai đều làm 3 tuần một lần. À, bởi vì đây là những cái sản phẩm mà nó chiết xuất từ, ví dụ như là nó có 14 loại amino acid, rồi 6 loại coenzyme khác nhau. Sau khi chúng ta điều trị xong thì tăng tới 256% collagen, tăng 90% dưỡng ẩm và giảm hơn 90% oxy hóa. Như vậy rất là tốt cho da của chúng ta. Thì Mai điều trị thường xuyên, nhất là Mai, da của Mai không cần phải trang điểm, chỉ cần chống nắng thôi, nhưng mà nhìn vô vẫn rất là ổn. Đó, như cả nhà thấy là hiện giờ là Mai cũng đâu có trang điểm đâu, vừa mới đắp mặt nạ và các bạn em nó đang massage để cho cái mặt nạ, cái dưỡng chất được thẩm thấu tốt hơn đó. Đó, nên cả nhà nếu mà thích cái dịch vụ này thì nên điều trị nha. Mai khuyên là bởi vì nó da bất cứ, có thể là đối với một số công nghệ thì tùy da mà chúng ta điều trị được, nhưng riêng đối với nano collagen thì da nào cũng điều trị được, kể cả da đàn ông, phụ nữ, rồi da lớn tuổi hay da bị khô, bị nhờn, da nào cũng có thể sử dụng được. Bởi vì đây là dư dưỡng chất và tăng collagen, tăng elastin, thì hoàn toàn là da nào chúng ta cũng cần để được bổ sung hết á. Và nhất là chống oxy hóa nữa đó cả nhà. Khói bụi bây giờ, rồi chế độ ăn uống, rồi sinh hoạt, rồi stress, thành ra cái tốc độ oxy hóa nó cũng diễn ra hàng ngày. Nếu mà chúng ta có những cái dưỡng chất như vậy thì da chúng ta rất là sáng và mịn đó. Và bây giờ bắt đầu Mai đến bước tiếp theo nè. Mai sẽ đắp thêm một lần nữa những cái dưỡng chất, rồi sau đó Mai lại tiếp tục là ủ. Mịn thêm ha, đó, mọi người thấy mịn sáng dễ sợ luôn á. Mà bình thường là mọi người sẽ tắm toàn thân nha, tại hôm nay là Mai quay thì đương nhiên là Mai cũng sẽ phải có che chắn một chút đó, để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn một cái quy trình điều trị đó. Chị vô đây làm luôn và đây là cái bước mà cấp ẩm cho làn da của mình nha. Tắm sáng da, trắng da gì nữa thì cũng vẫn phải đầy đủ dưỡng chất cho da của chúng ta. Đó, rồi bây giờ Mai sẽ làm cái lưng ha. Tại vì Mai cũng không nằm sấp được, thành ra các bạn sẽ tập trung làm cái lưng cho Mai, để Mai có thể lật ngửa lại để Mai nói chuyện với cả nhà chúng ta. Cho chị cái lưng. Dạ, chị ơi có một bạn hỏi là em mới năm nay mới 18 tuổi thì có tắm trắng được không ạ? À được chứ em. À, bởi vì như chị chia sẻ là bên mình là không có tẩy, nên cũng không châm chích, không có vàng da, không có kem trộn gì hết á, nên tuổi nào chúng ta cũng dùng được hết á. 18 tuổi nếu chúng ta muốn có làn da sáng mượt thì chúng ta vẫn có thể điều trị nha em. Và ở đây thì trong cái gói điều trị đó là nó có cả tặng luôn cả kem dưỡng bôi ở nhà nữa, cho nên chúng ta không lăn tăn về cái chuyện phải mua thêm bất cứ sản phẩm nào khác nữa. Dạ, chỉ có một chị đặt câu hỏi là chị đi tắm biển thì bị một phần cơ thể bị ăn nắng rồi thì bây giờ tắm thì nó có nhả lại được da đời có chị không ạ? Cái này thì có chị. Mình thứ nhất là với thời gian thì nó cũng đã tự động nhả ra rồi, cộng với tắm trắng nữa thì chúng ta sẽ làm cho cái tác động của được da tốt hơn.
sẽ sáng mau hơn. Chứ còn nếu như có những chị thì cũng có thể nhả mau, nhưng mà có những chị thì ăn nắng để rất là lâu, cho nên là khi mà chúng ta điều trị như vậy thì nó sẽ có tác dụng rất là tức thời đó. Xong chưa giờ chị lên ha. Rồi, cảm ơn em. Dạ, chị Đào có gửi lời khen là mới tắm thôi mà thấy chị Mai trắng sáng ra. Dạ, cảm ơn chị Đào. Đó, và bây giờ Mai sẽ ủ. Cái này giống như là con kén tầm vậy đó. Em mời chị dùng nước nha chị. À, ok chị, cảm ơn nha. Cảm ơn em. Em có đem trái cây và sữa chua cho mình đó chị, bé nó mình dùng nha. À, chị cảm ơn bé, đến bàn dùng chị nha. Cả nhà mình còn đặt câu hỏi gì với Mai, em cho chị trả lời với cưng. Dạ, dạ chị ơi, thì khách có hỏi là khách không có thời gian tắm trắng nhiều á, thì có tắm trắng thì có lên được không ạ? Thực ra là không tắm được ngày nào á hả em? Dạ, khách sẽ chỉ có thời gian ở một tháng thôi á chị. Một tháng hả? Dạ đúng rồi. Một tháng. Khách chỉ ở Việt Nam được một tháng thôi á chị. Nếu mà được một tháng thì cũng coi như được 4 lần thì cũng được rồi, cũng tầm tạm. Bởi vì sau một lần là thấy cũng sáng da rồi. Và ngoài ra lại có bộ tặng cho khách ở về nhà dùng nữa, thành ra cũng ổn. Mai cũng biết rất là nhiều những chị khách Việt Kiều đó về Việt Nam để có thể thăm quê, ăn Tết, đồng thời là điều trị luôn. Vì những cái công nghệ ở Việt Nam thì tại BB thì đều là công nghệ được FDA công nhận, tại Mỹ hay là tại các nước châu Âu thì cũng đều có hết, đều sử dụng. Nhưng mà bên đó thì giá thành rất là cao. Tuy là cái đầu tiếp hay nguyên vật liệu hay là máy móc thì giá mua như nhau hết, nhưng mà ở Việt Nam cái chi phí vận hành thì rẻ hơn. Ví dụ như là từ người bảo vệ đi cho đến các em kế toán hay là cho chị tạp vụ thì chi phí chắc chắn là thấp hơn so với lại chi phí ở bên Mỹ rồi. Thành thử ra cái giá thành đó thì nó cũng sẽ được mềm hơn. Do đó là nhiều chị hay nhiều anh ở Mỹ hay là ở các nước cũng đều về Việt Nam điều trị. Do đó là năm nào BB cũng cuối năm là cũng có một cái lượng khách rất là đều đặn quay lại để chăm sóc cho BB. Chỉ có điều là có năm dịch vừa rồi là hơi thiếu, nhưng mà năm nay được là các chị cũng liên lạc lại nhiều. Dạ, thì chị Hoa có đặt câu hỏi với mình thế này, là ngoài chăm sóc ở tại thẩm mỹ BB ra thì chị có chăm sóc chế độ ăn uống gì không ạ? Đương nhiên là ở BB thì cũng đều, bác sĩ cũng đều khuyên khách hàng là nên ăn, tập trung là tăng cường là ăn đầy đủ các thực phẩm, tự nhiên 5 nhóm. Chẳng hạn nhóm thứ nhất là nhóm rau xanh để chúng ta cung cấp nhiều chất xơ, rồi nhóm trái cây để cung cấp vitamin. Rồi sau đến nhóm đạm, ví dụ như là ăn cá nhiều, cá hồi, các loại cá khác nhau rất là tốt. Hoặc là nếu mà chúng ta ăn gà cũng được. Rồi phải ưu tiên là những cái loại không chân, ví dụ như là những cái loại như cá là không chân này thì tốt hơn gà hai chân. Mà gà hai chân thì tốt hơn là bò với heo bốn chân. Đó, chúng ta ưu tiên ăn theo thứ tự như vậy để tăng cường độ đạm. Hoặc là đạm từ thực vật, ví dụ là đậu gà này hay là đậu phụng này rất là tốt. Rồi ngoài ra là chúng ta cần cái thứ tư nữa là những cái nhóm từ tinh bột đường. Ví dụ như là chúng ta có thể ăn thô, chẳng hạn như khoai lang hấp hay là bắp luộc, đều là tốt hết. Khoai lang luộc, bắp luộc rất là tốt. Rồi đối với cái nhóm dầu mỡ thì chúng ta có thể sử dụng dầu ô liu, và một ngày chúng ta cũng không đừng dùng quá vài muỗng cà phê. Đó là những cái khẩu phần mà chúng ta đầy đủ. Nhưng mà đương nhiên trong năm cái nhóm rau xanh này, trái cây này, đạm này, rồi cho đến tinh bột này, cho đến dầu ăn, dầu mỡ các loại thì chúng ta sẽ sử dụng ưu tiên là rau xanh là nhiều nhất. Và chúng ta cách chế biến là chúng ta hấp, luộc thì sẽ ưu tiên hơn là chúng ta xào. Và những cái món chiên hay là những cái món mà nướng thì chúng ta sẽ hạn chế hơn. Đó, đó là những cái thông tin mà bác sĩ sẽ khuyên cho khách hàng để luôn luôn giữ được cái vóc dáng cũng như là làn da luôn luôn là được làn da không tuổi. Dạ, có chị Cẩm Thú hỏi là tắm bên mình được 2 buổi mà thấy da trắng sáng hồng hẳn ra. Dạ, đúng rồi chị Cẩm Thú, mình tắm chừng 1-2 buổi là mình đã thấy khác rồi. Và hồi nãy Mai có tư vấn với chị khách Việt Kiều là 4 buổi cũng là khá lắm rồi. Tuy 10 buổi thì sẽ được hoàn hảo hơn, nhưng mà 4 buổi rồi có kem đem về nhà nữa thì cũng ổn chị. Cái này của chị đã đủ cho em nhỉ?
Dạ, chắc mình còn mấy phút nữa. À, còn mấy phút nữa ha. Rồi chị trả lời thêm câu hỏi của khách hàng nữa. Dạ. Thì có khách hỏi mình là tắm trắng này thì mình có cần phải kiêng cữ gì không ạ? À, không kiêng gì đâu, ăn uống thoải mái, đẹp ga, nhưng mà vẫn là ăn đồ tốt cho sức khỏe nếu mà chúng ta có khả năng có được. Hoặc là nhiều người chế độ áp dụng chế độ 80-20, tức là 80% ăn tốt và 20% là chiều chuộng cơ thể một tí, ăn cái gì mình thích. Nhưng mà 80% thì chúng ta sẽ ăn những cái loại tốt cho cơ thể của chúng ta. Rồi ngoài ra thì chúng ta cũng có chế độ sinh hoạt tốt, ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, ngủ sớm, tránh stress. Rồi chúng ta kiêng thuốc lá, rượu bia quá nhiều. Đó, thì đây là những cái điều kiện sinh hoạt mà chúng ta cần lưu ý. Rồi ngoài ra có chế độ luyện tập đi bộ mỗi ngày. Mỗi ngày như bác sĩ khuyên là 10.000 bước. Đó, thì nếu mà cả nhà mình áp dụng được thì rất là tốt. Đương nhiên anh nghĩ rằng cũng không phải là dễ. Nhưng mà nếu chúng ta đi tới đi lui, chăm sóc, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa thì cái số bước nó cũng đáng kể lắm nha. Tại vì mày đeo cái đồng hồ, mày thấy là nhiều khi mình đi trong ngày mà đi hơi nhiều nhiều một tí là cũng lên 6.000 bước như chơi. Hoặc là những lúc nào đi du lịch, đi ra sân bay là chuyện 10.000 bước một ngày là chuyện bình thường. Dạ thì bây giờ là sẽ bước tiếp theo đúng không ạ? À rồi. Tắm rồi mình thoa kem. Ok cưng ha. Rồi em cho chúc cho chị đến bước tiếp theo. Vậy là trong lúc Mai sẽ đi tắm nè, thì mời cả nhà cùng xem một số cái video mà bên Mai đã ghi hình lại nhé. Hẹn cả nhà trong vài phút nữa thôi nha. Sau khi làm xong thì chị cảm thấy rất là hài lòng và ưng ý luôn á. Và các bạn còn tặng riêng cho chị một cái bộ mỹ phẩm cao cấp nữa để về nhà mình chăm sóc. Thật ra thì chị cảm thấy rất là tuyệt vời luôn với đội ngũ chuyên viên tư vấn ở đây và cũng như là cơ sở hạ tầng ở đây rất là cao cấp. Và các bạn nào là muốn có làn da trắng đẹp khỏe thì hãy đến với Vivian Mai nha. Rồi sau khi Mai tắm xong thì Mai thấy là cái da nó rất là mịn. Còn sáng thì Mai thấy là nó có sáng lên một chút, và độc mà mọi người thấy là cái da mình nó sáng, nhưng mà không phải là mình do mình đánh phấn nha. Nhiều khi kem mà làm một cái lớp sáng như kiểu đánh phấn thì nó khác, còn đây làm sáng tông từ trong ra, cho nên là cái làn da của chúng ta nhìn rất là mịn màng và sáng. Đó, Mai thấy là sau khi mình tắm mà mới có một lần thôi, đương nhiên thì Mai có điều trị nhiều lần, nhưng mà ý Mai nói là các bạn thấy là trước đó thì Mai cũng có hơi ngâm vì Mai cũng mới vừa đi biển về, thì nó cũng hơi sạm hơn tí, nhưng mà sau khi điều trị xong thì cái làn da nó sáng hơn rất là nhiều. Và nếu như tối hôm nay về Mai lại tiếp tục chăm sóc nữa, rồi liệu trình thì làm 10 lần, và tuần nào mình cũng cố gắng mình chăm sóc thì làn da của mình sẽ được trắng sáng mịn màng. Đó, để có một làn da trắng sáng đâu có khó đâu phải không cả nhà. Đến đây các em kỹ thuật viên chăm sóc rất là kỹ, vô trong máy để được nằm thư giãn, trẻ hóa da, được đắp mặt nạ, được massage, chúng ta ngủ một giấc đi ra thì chúng ta lại có một làn da mịn màng rồi. Nếu như cả nhà mình mà có quan tâm đến tắm trắng hay là các dịch vụ để làm trẻ hóa cũng như làm giảm béo tại BB thì đừng ngần ngại liên hệ với BB là 18006617 nha. Mai cũng như là đội ngũ bác sĩ ekip BB rất là mong được phục vụ cho cả nhà mình. Và thời lượng livestream bây giờ là kết thúc rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi livestream này. Và Mai hy vọng rằng cả nhà có một ngày vui, cũng như là khi nào có nhu cầu làm đẹp thì nhớ đến BB Thanh Mai nhé. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.